Bây giờ là video số 3, tức là của chương 2. Thực chiến ha, thực chiến có nghĩa là chúng ta sẽ làm thực tế luôn. Làm cái dự án là trip planner mà mình đã gửi cho các bạn đó, và chúng ta sẽ làm rất là nhiều thứ ở trong này. Tất nhiên thì chúng ta sẽ làm hết luôn, nhưng mà chúng ta sẽ làm từng cái nhỏ và mình sẽ phân tích cho các bạn những vấn đề chúng ta gặp phải và code nó như thế nào và chúng ta cần học những cái gì ở trong này để làm được những cái này. Tất nhiên rồi, nó không có dễ đâu. Có nhiều người đi làm á, mặc dù code JavaScript React rất là đỉnh nhưng mà đụng vô layout thì code rất là chậm, và ngược lại có nhiều người code layout rất là đỉnh nhưng mà code logic rất là chậm ha. Rồi ở đây ha, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều giao diện, mình sẽ chưa có code ngay đâu, mình mở cho các bạn xem cho các bạn thấy nó đẹp thôi đó, như thế này. Rồi thì chúng ta sẽ đi theo từng cái một ha. Tất nhiên là để làm được chúng ta phải có những kiến thức cơ bản. Ở hai video đầu á, mình đã chỉ cho các bạn cài đặt những thứ cần thiết rồi và giới thiệu rất là kỹ rồi ha. Đó, mình nghĩ là rất là kỹ rồi, nếu mà có sai sót thì chắc cũng không có nhiều. Rồi đầu tiên á, thì chúng ta sẽ tạo file và tìm hiểu về kiến thức đường dẫn cơ bản. Cái này là những người mới hay bị lắm nên là các bạn phải coi cho kỹ nha. Thì ở trong này đây là cái thư mục, các bạn đừng quan tâm những cái này mà mình tạo outline thôi ha. Git ignore là để mình để cái source code lên Git để các bạn lấy về các bạn tham khảo thôi. Rồi ở đây á, là gọi là Explorer, thì ở đây nó sẽ có cái thư mục của mình đã nói rất là kỹ ở hai video đầu rồi. Các bạn bấm chuột phải ha và bấm New File ha. Rồi các bạn gõ vào cho mình là index.html. Rồi HTML á, tức là cái đuôi của nó là HTML, là tức là cái file HTML chúng ta sẽ code ở đây. Sau này thì chúng ta sẽ làm việc với lại nhiều thư viện như React thì các bạn sẽ thấy á, là nó sẽ code thấy cái đuôi nó khác, nhưng mà nó khi mà build lên web á, nó cũng build ra là đuôi là .html mà thôi. Ha, tức là nó spark ra dưới dạng cấu trúc là HTML ha, chứ không phải là đuôi. Thì ví dụ các bạn vào web, giả sử các bạn vào evondev blog của mình là .com chẳng hạn, đúng không? Thì các bạn bấm vào một cái bài viết bất kỳ chẳng hạn, thì nó sẽ không có là .html trên này, nhưng mà khi mà chúng ta check code của nó thì nó vẫn là HTML trong này thôi. Đó, các bạn sẽ thấy là như vậy. Rồi thì tại sao nó lại là index ha? Index á, thường nó sẽ là một cái chỉ mục đầu tiên ha, tức là khi một vào một cái thư mục của đó thì index thì nó sẽ là một cái file mà mình nghĩ là computer nó sẽ đọc đầu tiên. Cho nên khi các bạn vào một số trang, ví dụ trang chủ á, người ta sẽ đặt là index ha. Còn những cái trang còn lại, ví dụ trang about hay là trang contact thì người ta sẽ đặt là about.html, contact.html. Còn trang chủ người ta sẽ đặt là index.html, chứ người ta không đặt là home.html hay là main.html gì cả. Index tức là cái chỉ mục đầu tiên mà người ta khi mà dùng á thì vào thì máy nó sẽ đọc à, index có nghĩa là trang đầu tiên ha, trang chủ thường là vậy. Thì các bạn sẽ thấy là người ta đặt là index.html, rồi sau này các bạn học qua JavaScript hay React các bạn sẽ thấy người ta đặt index.js, index.ts kiểu như vậy. Rồi thì không cần tìm hiểu quá sâu vào nó ha. Ở những extension và những cái setting đó thì chúng ta đã làm hết ở hai video đầu rồi. Rồi mình sẽ mở cái thằng content lên ha. Mình bấm chuột phải và chọn pin nó, mục đích của nó để cho nó ghim lại thôi. Rồi tạo file, có nghĩa là chúng ta đã tạo được file rồi đúng không? Thì các bạn sẽ gọi cho mình là dấu chấm than ha. Ship số 1 á thì dấu chấm than như này. Thì nó sẽ hiện là MS Aggregation, thì cái này á chúng ta đã thiết lập mọi thứ ở video số 1 và video số 2 rồi, bấm Enter thì nó sẽ ra được cấu trúc như thế này. Thì ở đây ha, nó sẽ là cấu trúc chuẩn của một trang web hay thấy. Thì mình mở lên cái thằng, ví dụ đây là Figma đi ha. Ở phiên mình không mở, mình mở Evondev đi. Thì các bạn sẽ thấy mình không có giải thích quá kỹ mất thời gian lắm ha. Mình sẽ đưa nó xuống như thế này. Tại vì khi đi phỏng vấn người ta sẽ không hỏi sâu như vậy đâu. Thì các bạn sẽ thấy là cấu trúc của nó sẽ là doc type HTML, tức là khai báo ha, file HTML này, rồi thẻ HTML này, thẻ head là những cái gì thì chập chập nữa chúng ta sẽ học, từ từ chúng ta sẽ biết body là cái gì, bên trong body có những cái thẻ gì thì chập nữa chúng ta sẽ học. Đó thì đó là cấu trúc chuẩn, các bạn thấy không? Đây là doc type này, HTML này, head, body và HTML. Thì các bạn sẽ đi đây. Đó, tương tự ha. Đó là cấu trúc như vậy. Body. Rồi. Thì mọi thứ chúng ta code HTML á, thì nó sẽ nằm ở trong body. Còn cái head này á, là những cái meta. Dù meta chai set UTF-8 là thiết lập ngôn ngữ, là kiểu gõ, kiểu hiển thị á, là UTF-8 này. Còn cái này nó sẽ HTTP equip á, ở đây nó sẽ có gợi ý này. Attribute build name equip because on allow value a name particular HTTP header. Đó thì nó sẽ có chi tiết như thế này. Thì các bạn có thể rê chuột vào và đọc ha. Có thể không cần phải biết nó là gì cũng được, nhưng mà nếu mà đọc được thì tốt ha. Hiện tại thì mình cũng không biết nó là gì, nhưng mà mình vẫn cứ dùng bình thường á.
mình hiểu cái này là nó kiểu tương thích với những trình duyệt, ví dụ là IES chẳng hạn thì như vậy. Cái đoạn này á, rất là quan trọng ha. Cái này á, là dùng để khi chúng ta làm responsive, khi mà cái web chúng ta co lại ha thì nó sẽ hiển thị tốt ở trên điện thoại, tức là trên điện thoại thì sẽ giao hiển thị giao diện phù hợp cho điện thoại, chứ không phải vào điện thoại mà hiển thị giao diện web thì nó lúc nó sẽ bị sai ngay, nó sẽ bị nhỏ quá. Tại ví dụ màn hình web rất là bự mà đưa lên màn hình điện thoại đó, diện tích nó nhỏ đi thì sẽ rất là khó thấy, cho nên chúng ta phải dùng cái này ha. Còn cái title này á, đó chính là cái hiển thị trên cái thanh tab á, đó là chỗ này nè. À, chỗ này ví dụ trip planner gạch phít mai thì cái chỗ này là cái title đó. Rồi live server các bạn đã cài rồi đúng không? Live server cài chưa ta? À mình có kêu các bạn là cài live review đúng không, nhưng mà thiếu một cái nữa ha. Live server đây, live server là cái logo này nha, màu tím này đó, các bạn cài đặt cái này. Sau đó các bạn bấm chuột phải vào file HTML, bấm vào đây, bấm đại chỗ nào cũng được. Sau đó bấm Open with Live Server thì nó sẽ mở cái web của các bạn lên như thế này. Thì mục đích của nó là khi chúng ta code á, lưu lại thì nó sẽ tự động reload lại luôn mà không cần phải bấm reload như bình thường. Một số bạn sẽ thấy á, là nó sẽ không có tự động mở lên trình duyệt. Thì các bạn sẽ vào trình duyệt các bạn gõ trực tiếp như thế này luôn nha. Đó. Các bạn vào gõ trực tiếp luôn. Thì nó sẽ ra được kết quả giống như của mình ở đây thôi. Rồi à, một số trường hợp nữa là mở trình duyệt lên không phải là Chrome, có thể là mở lên Firefox thì nó sẽ nằm ở cái mục setting. Mình nhớ là không lầm là có cái mục setting, cái tên sàn setting đó, thì ở đây nó sẽ có là đây custom browser mặc định đó, là nó sẽ chọn theo trình duyệt mặc định của mình, là hiện tại mình đang để là Chrome. Còn nếu các bạn mà thích để trình duyệt khác thì các bạn phải có thể chọn ha, chọn những trình duyệt mà cài đặt trong máy của các bạn để nó có thể mở lên trình duyệt các bạn muốn nha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ tạo cho mình một cái file nữa là app ha, một cái tên gì cũng được mà đặt app đi, chấm CSS ha. CSS thì để làm gì, để chúng ta code CSS ở trong này. Rồi thì ở đây á, thì nó sẽ liên quan đến kiến thức đường dẫn nữa. Khi nào mình mới nói là kiến thức đường dẫn đúng không? Đâu rồi ta? Kiến thức đường dẫn cơ bản. Rồi thì các bạn chú ý cho mình ha. Ở đây á, là những cái thằng này gọi là đang nằm cùng cấp với nhau, tức là nằm trong cùng một thư mục và cùng cấp với nhau ha. Đó, thì các bạn gọi vào đây ha. Mình sẽ liên kết tới cái file CSS thì các bạn gọi cho mình là link 2.css này. Bấm enter thì nó sẽ ra được cấu trúc như thế này. Các bạn hiểu đơn giản là rest type sheet và href, tức là href tức là đường dẫn tới cái file của mình. File của mình tên là app.css đúng không? Thì các bạn chú ý cho mình, chỗ này là chúng ta đang là cùng cấp. Cùng cấp á, thì các bạn sẽ gọi cho mình là dấu chấm xịt nha. Ở đây thì mình sẽ ghi chú cho các bạn, mình sẽ ghi vào mục knowledge ha, các bạn có thể mở ra để xem. Cung cấp ha, mình sẽ ghi tiếng Việt cung cấp sẽ là chấm xịt ha. Đó. Thì lúc này ví dụ ha, cái thằng app.css và index này các bạn để ý là nó nằm cung cấp với nhau đúng không, trong cùng một thư mục, thì nên mình sẽ có chỗ này sẽ là các bạn gọi cho mình là chấm xịt thì nó sẽ ra app.css, thì chúng ta bấm enter thì nó sẽ chọn như thế này. Đó. Rồi mình sẽ nói thêm một trường hợp nữa để cho các bạn biết rõ hơn. Ví dụ mình tạo một cái folder, mình tạo folder gọi là HTML chẳng hạn. Rồi mình sẽ đưa cái này vào bên trong, thì lúc này á index.html và app.css nó có cung cấp hay không? Không ha, không có làm cung cấp, bởi vì lúc này index nó đã nằm bên trong thư mục HTML rồi. Và thư mục HTML và app.css có cung cấp hay không? Có. Thì á, index.html này muốn truy xuất ra bên ngoài thư mục của nó, tức là một cấp, giả sử mình nói đây là một cấp, giả sử sau này các bạn làm việc nhiều có nhiều cấp á, thì lúc đó các bạn sẽ tự động hiểu đó. Thì index.html nằm bên trong thư mục HTML đúng không, thì muốn truy xuất ra bên ngoài á, tức là ra một ngoài cấp ha, tức là truy xuất ra ngoài một cấp ha. Đó, các bạn chú ý là sẽ là dùng chấm chấm xịt nha. Đó, như thế này thì nếu mà hai cấp thì sẽ là tiếp là chấm chấm xịt tiếp à, kiểu như vậy ha, các bạn nhớ cho mình như vậy là được. Thì ở đây lúc này mình sẽ không có truy xuất tới app.css được nữa, các bạn để ý này, chấm xịt nó không hề có app.css cả, cho nên mình phải là chấm chấm xịt đó, thì lúc này các bạn mới thấy app.css hiển thị lên đó. Thì khi các bạn gọi như vậy thì Visual Code nó sẽ gửi cho các bạn thì nó sẽ ok đó. À, đó là mình dạy cho các bạn, nhưng mà mình sẽ để nó ở ngoài cho chúng ta dễ làm nha. Thì cho nên mình sẽ sửa lại là chấm xịt nha. Đó, các bạn bấm Ctrl mà bấm vào đây nó mở được cái file, có nghĩa là đúng. Còn nếu mở không được có nghĩa là sai.
Các bạn nhớ nha. Có thể các bạn có một số bạn để như vậy nó vẫn chạy ok, nhưng mà khi các bạn build lên production á, tức là build lên web á, nó sẽ lỗi nha. Đó là những cái lỗi mà mình thấy người mới hay gặp, cho nên mình chia sẻ cho các bạn ở đây. Rồi mình xóa thư mục này đi nhé. Rồi như vậy là chúng ta đã liên kết được file CSS rồi. Cái title chỗ này thì chúng ta sẽ để cái gì tùy các bạn cũng được, mình sẽ để là HTML CSS master. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là này, nó hiện là HTML CSS master này đó. Đó là cái title của document đó ha. Rồi cấu trúc structure thì mình vừa mới nói xong là gồm có HTML này, doc type này, khai báo HTML này, head này. Head là chứa các meta hoặc là cái title hoặc là link CSS hoặc là JavaScript. Thì JavaScript mình không nói ở đây bởi vì nó là liên quan đến kiến thức JavaScript rồi. Rồi body là mọi thứ mà chúng ta code về giao diện, nó mọi thứ nó sẽ nằm ở trong cái thẻ body này đó. Và đây là thẻ đóng lại ha. Các bạn sẽ thấy là đây là không có dấu gạch đúng không, dấu gạch chéo chỗ này, dấu xịt này, thì cái này á, người ta gọi là thẻ mở này, và chỗ này người ta gọi là thẻ đóng này. Còn những thứ nằm ở giữa đây người ta gọi là children, tức là những thứ nằm bên trong gọi là con ha. Các bạn nhớ cho mình việc đó. Rồi thẻ tắt là gì, hay là thẻ cơ bản cần nắm. Ok, thì những thẻ thì chúng ta sẽ học sau, mình sẽ nói ở video tới ha. Còn ở đây mình sẽ giới thiệu sơ vài thẻ thôi, mình cũng chưa giải thích kỹ vội ha. Thì có hai loại thẻ, thứ nhất là thẻ tự đóng, ví dụ như là thẻ img ha, img tức là nó sẽ tự đóng như thế này, người ta gọi là tự đóng ha. Có nghĩa là nó sẽ không có children, tức là không thể viết là xịt img vào đây được. Sorry các bạn nha, tại vì nó tự động thay đổi, tránh đi. Mình sẽ để dưới ghi chú ha. AMG ví dụ thế này, AMG. Rồi, xịt đọc. Cái này người ta gọi là thẻ tự động, tức là nó sẽ không có thể truyền children vào đây. Một cái gì đó, children một cái gì đó cũng được, các bạn để chữ demo đi hay mình sẽ để chữ evolved. Code như này là sai nhá. Chỗ này mình sẽ ghi chữ wrong. Wrong. Cái này không hiển thị icon được ta. Wrong là sai nha. Rồi, đó là thẻ tự động ha. Còn thẻ thứ hai tức là thẻ có đóng mở, ví dụ như các bạn thẻ có đóng mở là như thế này này, gọi là title có đóng mở này, tức là chúng ta có thể truyền nội dung vào giữa. Ví dụ ở đây mình nói một cái thẻ div đi, thẻ div là gì chúng ta sẽ học sau đó. Thì chúng ta có thể truyền nội dung vào đây, giả sử như là evolved, cái này là đúng này. Đúng thì tiếng Anh của nó sẽ là right đó. Thẻ tự đóng ha, là thẻ này đó. Và đây là thẻ đóng mở, có thể truyền children vào giữa ha. Children là một cái từ khóa mà dùng, một cái từ khóa mà hay dùng ở trong React ha. Mình nói cho các bạn từ khi học HTML luôn, để sau này khi các bạn đụng tới cái thằng React á, chắc chắn các bạn sẽ đụng tới. Nếu mà các bạn theo định hướng React là Vue thì các bạn sẽ dùng tới thôi. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là div ha, là nó mở thẻ này, rồi đóng thẻ này, và nội dung ở giữa này. Đó. Ha, dấu mở ngoặc nhọn này, đóng ngoặc nhọn này. Ấy lộn. Dấu nhỏ hơn, dấu lớn hơn chứ ha. Rồi nội dung này đó. Đó thì các bạn thấy khóa master cho nên mình dạy rất là kỹ hơn rất là nhiều so với những cái khóa trước đây. Những khóa trước đây mình không nói rõ về những cái vấn đề này lắm ha, cho nên những cái khóa này mình sẽ nói rõ hơn cái việc này đó. Đó là hai là thẻ, tức là thẻ tự đóng và thẻ đóng mở đó. Các bạn nhớ nha, nếu mà sau này mình dạy cho các bạn kỹ rồi mà các bạn đi làm các bạn code như thế này bị chửi ráng chịu nha, chuẩn bị đuổi việc như chơi đó. Rồi ok, thẻ tắt là gì, hay là thẻ các bạn cần nắm. Thẻ thì mình sẽ dạy cho các bạn trong quá trình mà chúng ta làm luôn, chứ không phải là dạy giống như những cái khóa cơ bản nữa. Nó rất là mất thời gian ha, cho nên là chúng ta đụng cái nào chúng ta cốt cái đó. Tại sao phải dùng thẻ đó, thẻ đó có tác dụng gì. Rồi, thuộc tính attribute của thẻ để làm gì. Ok, thì cái đó mình sẽ nói trong quá trình mà chúng ta thực chiến luôn, tức là chúng ta cốt thì chúng ta sẽ nói luôn nó để làm cái gì luôn ha. Attribute tức là sao, ví dụ như là những cái rel này, href này, name này, content này, HTTP equip này, content này, chaset á, thì những cái đó người ta gọi là attribute ha. Mình sẽ mở cái thằng knowledge lên. Thuộc tính. Mình sẽ ghi cho các bạn để các bạn học được tiếng Anh mới luôn ha. Attribute. Mình sẽ ghi như vậy cho nó dễ nhìn đi ha. Các bạn đừng quan tâm dấu gạch dưới nha, cái dấu gạch dưới này á, là mình để cho nó highlight cái màu lên cho dễ nhìn thôi. Cái các bạn quan tâm ở đây là cái này nha. Đó.
hai cái dấu cách giữa hai bên để cho nó hiện thêm màu cam cho các bạn dễ biết thôi. Thuộc tính đó, có là tiếng Anh là attribute đó. Còn thẻ ha, mình sẽ dạy cho các bạn từ vựng tiếng Anh luôn. Thẻ thì nó có nghĩa là tắt đó. Tức là vừa học với mình là các bạn có thêm vốn từ tiếng Anh nữa đó. Mình sẽ chắc chắn các bạn là khóa này xứng đáng là khóa master, học xong các bạn sẽ không những có kiến thức mà còn có tiếng Anh luôn. Rồi thuộc tính đó, tức là có thể các bạn sẽ thấy sơ sài đúng không? Không sao cả, chập nữa chúng ta sẽ làm và chúng ta sẽ hiểu thôi. Tư duy gom nhóm giao diện, ok, trong quá trình làm mình sẽ chỉ cho các bạn ha. Hiểu về gia phả, ok, gia phả đó là quan trọng, tức là con ông cháu cha chút chích chắc gì đó. Ví dụ body mình nói ha, mình đang nói là body, khi nào mình nói là cốt mọi thứ ở bên trong body đúng không, thì body mình sẽ nói là cha đi, hoặc là ông cố, ông cụ tổ gì đó. Rồi bên trong bây giờ mình cốt, các bạn được quan tâm cái này là cái gì cả ha. Mình sẽ có một cái div chấm parent rồi chấm child, chấm child hai, ví dụ như vậy đó. Thì mình sẽ nói ha, body là, giả sử body là thằng này là con đi ha, thằng này là con thì ông này là cha, còn này là ông bà, còn này là ông cố đó. Thì các bạn phải hiểu như vậy. Thì khi mình nói như vậy á, mục đích để cho các bạn biết được gia phả, giả sử đây là thằng con thì đây sẽ là cha, và đây sẽ là ông nội, và đây sẽ là ông cố. Nhưng mình nói, nếu mình nói đây là thằng con thì đây sẽ là ông nội, ơi xin lỗi, đây là thằng cha và đây sẽ là ông nội. Nhưng mà nếu mình nói đây là thằng con thì đây sẽ là thằng cha. Tức là tùy vào ngữ cảnh chúng ta đang nói thằng nào là con đó, để sau này nó liên quan đến CSS selector và những kiến thức CSS khác nó liên quan đến cái gia phả này để chúng ta có thể code cho nó chuẩn đó. Rất là quan trọng ha. Rồi tư duy gom nhóm giao diện, các bạn đừng có lo, mình đang nói là nó rất là nhanh đúng không, nhưng mà các bạn đừng có lo, tại vì trong quá trình làm mình sẽ nói kỹ hơn. Tư duy gom nhóm giao diện thì cái này á, mình phải luyện. Luyện là sao? Ví dụ các bạn đi làm hoặc các bạn thấy một cái gì đó, các bạn gom đồ đúng không, các bạn bỏ vào một cái hộp, thì các bạn sẽ thấy các bạn sẽ bỏ những thứ liên quan với nhau vào một cái hộp, thì đó gọi là tư duy gom nhóm, gom lại với nhau. Ví dụ như một cái giao diện như thế này, một mình nói một cái ô này thôi, không nói hết bên này ha, thì chúng ta không nói đến vấn đề code ở đây, chúng ta đang nói vấn đề tư duy gom nhóm. Thì những cái này liên quan với nhau. Ví dụ như các bạn thấy là cái chữ này và cái hình này, nó, cái chữ này đè lên cái hình, thì chắc lúc này cái chữ này và cái hình này nó sẽ nằm trong một khối, đó gọi là tư duy gom nhóm, mình gom hai này là vào một khối, được chưa? Đó, thì trong quá trình làm mình sẽ chỉ cho các bạn việc đó. Rồi, lúc này các bạn sẽ thấy là một cái khoảng trống ở đây chứa cái chữ này, chứa cái đống này, trong cái đống này, thì tất nhiên những cái đống này nó sẽ nằm trong một khối. Rồi, ở đây nó sẽ có một cái chữ trên này, cái này, cái này và cái này, hai cái này liên quan với nhau, tại vì ngôi sao và rating thì nó chắc chắn nó sẽ liên quan với nhau, thì chắc chắn hai cái này nó sẽ nằm trong một khối. Rồi hai cái này với lại cái này nó lại nằm ngang hàng với nhau, thì chắc chắn tụi nó sẽ nằm trong một khối. Đó, thế đó là tư duy gom nhóm, nó sẽ liên quan đến kiến thức CSS, Flexbox, dàn layout, thì chập nữa chúng ta sẽ học trong quá trình làm thì mình sẽ chỉ cho các bạn, thì các bạn sẽ hiểu thôi. Đó, thì button này nằm riêng như này thì nó sẽ là một khối riêng biệt thôi, chứ cũng không có gì cả. Và tất cả cái này nằm trong một khối. Rồi cái chữ này, cái hình này là một khối đúng không, cái đống dưới này là một khối, và hai cái khối này lại nằm trong một cái khối bự bên ngoài nữa, và cái khối bự bên ngoài này lại nằm trong một cái trang web lớn, nằm trong một cái khối bự bên ngoài này nữa, và cái khối bự bên ngoài này nữa lại là nằm trong cái khối bự bên ngoài này nữa. Đó, thì đó là tư duy gom nhóm thôi. Đó, khi nào mình nói gia phả, tức là con cháu chắt chút chích, ông bà cố mở nội gì đó, ông cụ tổ rất là nhiều, thì gia phả chúng ta phải hiểu được cấu trúc như vậy. Mình nói trước để trong quá trình mình dạy á, mình chỉ cho các bạn á, thì mình sẽ nói là thằng này con thằng này, thì cho nên cấu trúc nó sẽ là như vậy. Rồi mình sẽ nói tiếp một chút nữa, đó là hiểu rõ các hoạt động của CSS cơ bản. CSS ở đây thì chúng ta chưa code đúng không, thì các bạn sẽ hiểu đơn giản cho mình cái này. Mình sẽ mở cái canal list lên, mình có quên hoài, mình sẽ ghim nó luôn ha. Thì hoạt động của CSS tức là CSS nó sẽ chạy từ trên xuống dưới ha, xuống dưới. Rồi nếu có hai đoạn code ha cùng thực hiện một chức năng thì nó sẽ ưu tiên đoạn code ở dưới hơn. Ví dụ mình sẽ nói như thế này, mình sẽ nói như thế nào đó, cái này là tool rồi ha, mình sẽ tạo một cái là example. Ví dụ ha, đoạn code ở dưới là sao? Ví dụ ở đây là mình sẽ mở file app, sorry các bạn. Giả sử mình ở đây, các bạn đừng quan tâm, các bạn chưa hiểu, có thể các bạn đặt trường hợp là chưa hiểu đi. Giả sử mình có một cái class là test, mình sẽ có color là red,
và một cái, lúc này mình sẽ code thêm class red nữa, color là blue. Thì giống như mình nói các hoạt động thì code sẽ chạy từ trên xuống dưới, thì nếu hai đoạn code cùng thực hiện một chức năng, test chỗ này là color red và test chỗ này color blue, tức là thì lúc này nó sẽ lấy thằng blue bởi vì thằng hai này cùng hiện một chức năng và thằng này ở sau thì nó sẽ ưu tiên thằng này hơn. Các bạn hiểu cho mình như vậy là được. Rồi test là gì, chấm là gì, mở ngoặc là gì, cái này là cái gì thì chậm nữa mình sẽ dạy cho các bạn trong quá trình làm. À, dạy giống như là từ chưa biết gì đến lúc nắm vững luôn đó. Đó. Rồi mình xóa hết cái đống này đi. À, cái đống này mình sẽ đưa nó vào example. Đây ha. Đó, để đây nha, để các bạn mở vào các bạn xem nha. Đó, mình làm khá là kỹ cái việc đó. Rồi hiểu về giao phả, cấu trúc, thẻ, thuộc tính, các hoạt động, tư duy gom nhóm giao diện, thực hành và phân tích vào thiết kế thực tế. Ok, ok ha. Rồi mình sẽ tắt cái content đi, để mình để lại cái knowledge thôi. Bởi vì bây giờ chúng ta sẽ học kiến thức ở trong này rất là nhiều, và mình sẽ liệt kê ra cho các bạn kỹ càng ha, để là các bạn quên thì các bạn có cái mà đúc kết. Thì chúng ta sẽ làm cái phần này, cái phần này này. Thì các bạn mở cái thằng Figma mình đã chỉ cho các bạn rất là kỹ rồi ở video số 1, số 2 rồi ha. Các bạn hỏi lên nhóm thì sẽ có support thôi, nhưng mà mình chỉ cho các bạn rất là kỹ nên các bạn nên tự làm cho nó quen nhé. Thì chúng ta sẽ làm cái phần này, cái phần này ha, và nguyên ba cái này luôn. Thì các bạn sẽ thấy ủa, mới học biết gì mẹ gì đâu mà code, làm sao biết cái này. Ok, không sao cả, thì chúng ta sẽ code từ HTML trước, tư duy gom nhóm trước, rồi mình sẽ nói cho các bạn bên trong này có những cái gì. Và mình nghĩ chắc các bạn cũng rất là háo hức rồi đó đúng không? Ở video tới mình sẽ chỉ cho các bạn ngay luôn nha.